Thưa quý vị, những hợp đồng, những cam kết hợp tác, đồng hành ngày một nhiều hơn. Số lượng gian hàng còn trống thì ít đi từng giờ. Và tất cả các thương vụ đều được xác nhận với hình thức trực tuyến. Tuần qua, IEX Group tiếp tục sôi động với chuỗi sự kiện chuẩn bị cho hội chợ triển lãm Internet Expo 2021 sẽ diễn ra vào 3 ngày cuối tháng 10. Trước khi điểm lại những hoạt động của IEX Group, chúng ta cùng nhau nhìn ra ngoài để xem bạn bè quốc tế chuyển đổi số thế nào nhé. Một phần không thể thiếu của kinh tế kỹ thuật số là thương mại điện tử. Năm thị trường thương mại điện tử lớn nhất năm 2018 bao gồm Trung Quốc 672 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,9% thị phần trong tổng doanh số bán lẻ của quốc gia, Mỹ 340 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5%, Anh 99 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,5%. Vâng, có thể nói rằng những năm gần đây thì chúng ta đã chứng kiến một sự bùng nổ của việc là phát triển về digital online. Và cái điều này nó đã khiến cho nền kinh tế của thế giới đang phải chuyển mình rất là mạnh mẽ. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới 2019 cho thấy trong số các khu vực trên thế giới thì khu vực có tỷ lệ lượng người dùng Internet cao nhất là ở châu Âu và Trung Á. Ngày nay, khoảng 75% tổng dân số châu Âu và Trung Á sử dụng Internet. Chỉ số này chỉ đạt 50% ở các khu vực khác. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey năm 2019 ước tính GDP toàn cầu có thể tăng thêm 13.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 thông qua số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, AI, vì những công nghệ này tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và tăng năng suất được cải thiện mạnh mẽ. Theo dõi sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số ở nhóm 20 nước dẫn đầu ở các châu lục, có thể nhận thấy việc chuyển đổi này diễn ra theo hai hướng. Thứ nhất, chủ yếu tuân theo đòi hỏi của thị trường. Thứ hai, là chuyển đổi số được hoạch định bởi quyết tâm và ý chí của chính phủ. Trong nhóm nước thứ nhất có các đại diện như Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, còn trong nhóm nước thứ hai có những quốc gia tiêu biểu như Trung Quốc, Nga, Thái Lan. Đối với thị trường châu Á thì chúng ta nhìn thấy được rất rõ đó là thị trường Trung Quốc giống như một quốc gia đang có sự chuyển mình mạnh mẽ đối với việc là chuyển đổi số và những cái nền tảng liên quan đến công nghệ. Tuy nhiên, để mà nói về sức mạnh và cũng như là nổi lên những năm gần đây thì có lẽ Nhật Bản mới là nước mà chúng ta nhìn nhận để thấy họ giống như một quốc gia liên quan đến môi giới, liên quan đến vận hành cực kỳ hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số cũng như là các nền tảng về công nghệ. Theo các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới, thước đo sự thành công của chuyển đổi số đang được phân theo 3 cấp độ. Cấp độ sơ khai là tăng tỷ lệ tự động hóa trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất lao động. Cấp độ tiếp theo là thông qua chuyển đổi số tạo ra được những sản phẩm hoàn toàn mới ở những lĩnh vực truyền thống. Và cấp độ cao nhất là chuyển đổi số phải tạo ra được sự công bằng xã hội, đảm bảo an sinh, kinh tế phát triển cân đối với môi trường và các giá trị văn hóa cốt lõi. Đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi khía cạnh của xã hội. Doanh nghiệp, nhân viên và các bên liên quan bị giáng một đòn nặng nề, bất kể ngành nghề, lĩnh vực nào. Đầu tiên, tác động lâu dài nhất của đại dịch sẽ là động lực tăng tốc. Mặc dù nó sẽ khởi tạo một số thay đổi và làm đổi chiều một số xu hướng, nhưng tác động chính của đại dịch là đẩy nhanh các động lực sẵn có trong xã hội. Thứ hai, trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng có cơ hội. Khủng hoảng càng mạnh, cơ hội càng lớn. Vâng, thưa quý vị, trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng có cơ hội. Khủng hoảng càng mạnh, cơ hội càng lớn. Tuần vừa qua, IEX Group tiếp tục gặt hái những thành công với các sự kiện trực tuyến như chiến lược xây dựng nội dung và thu hút khách hàng, chuyển đổi số trong các ngành, nông ngữ nghiệp, F&B, Logistics. Gần đây nhất là sự kiện chuyển đổi số với nhóm ngành sức khỏe, thể thao và làm đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó, trong tuần tới, IEX Group tiếp tục tổ chức hàng loạt những sự kiện mang tính kết nối bao phủ như Internet Expo kết nối trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiến lược truyền thông của Internet Expo cho thị trường toàn cầu. Đáng chú ý là sự kiện giới thiệu Internet Expo với thị trường Nga diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Chúng ta phải xác định Nga là một trong những thị trường đầy tiềm năng để mà phát triển. Chúng ta chứng kiến được cái việc xúc tiến thương mại và cung cầu tại thị trường Nga với Việt Nam ngày càng gia tăng hơn. Tuy nhiên, ở đâu có nhiều cơ hội thì ở đó cũng có nhiều thách thức. Để đạt được những cái cơ hội và nắm bắt được những cái cơ hội trong tiềm năng phát triển tại thị trường Nga thì chúng ta vẫn phải làm sao để đáp ứng nhiều cái yếu tố khắt khe tại thị trường này. Tuy nhiên, có một cái điều cực kỳ quan trọng đó là thị trường Nga, rất nhiều các doanh nghiệp Nga, tập đoàn Nga cũng đang tìm kiếm những cái cơ hội và phát triển ở thị trường Việt Nam. Và có lẽ đây là những cơ hội. Tuy nhiên, chúng ta phải tạo ra những cái cầu nối ở thời kỳ mới, những cái cuộc xúc tiến thương mại và chuyển đổi số một cách hiệu quả. Các doanh nghiệp Việt có kế hoạch xúc tiến đầu tư vào thị trường Nga trong thời gian tới cần xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng chuyển đổi số chính là lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong tuần tiếp theo, bên cạnh những sự kiện mang tính kết nối giao thương, ban tổ chức cùng các chuyên gia hàng đầu vẫn liên tục tổ chức các buổi trao đổi trực tuyến về công nghệ, chuyển đổi số, marketing online, cũng như những vấn đề về kinh doanh mà khách hàng quan tâm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tuần này của Internet Expo 2021. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.